Ngày hôm nay chúng ta sẽ tới một cái tựa game có thể gọi là khá lú và mình đang thấy khá hứng thú với nó đây. Ngay cả khi mà dùng một con voi để có thể thổi vào mặt ấy, nhưng mà vừa bị nhét ngược cái đồng hồ lại xong, còn đánh đá tới cái mức mà dùng dép để có thể ném thẳng vào ai đang cố gọi mình dậy, và chúng ta chỉ còn hy vọng ở những cái chú chim như thế này thôi các bạn này, nó sẽ hot. Mà nói mới để ý thì những cái sinh vật ở trong này thì nó vừa giống ngoài đời nhưng mà vẫn có một cái gì đó khá là khác đấy các bạn. Này, chúng ta đang cho một cái ông chú uống nước, mình cứ tưởng là sẽ phun xuống nhưng mà không, đầu còn tràn ra ngoài như thế này cơ. Rồi giờ tính sao đây? Hình như là thử dùng cái con này xem. Đây, đang hú hết các thứ nhưng chúng ta có một vài cái bức tranh. Đây là thời kỳ khủng long nhưng mà trông thì cũng hơi lạ. Một quả cherry và một cái con khá to, và chúng ta lại có thêm một quả cherry nữa. Tính ra nhân vật có vẻ khá thích này các bạn này. Và cái màu sắc thì nó cũng khá giống ý. Rồi, vẫn đang chúng ta có một cái gợi ý là cho ông chú kia uống nước đấy. Chẳng phải chúng ta đã vừa làm sao, nhưng mà đã thất bại rồi mà. Thử lại xem nào. Uống nước. À, nước nó không tràn ra ngoài mà con chim nó sẽ uống vào. Nhưng mà nó uống thì làm gì? Ô, để xem nó sẽ gọi mình dậy như thế nào này các bạn này. Rồi rồi, đã tính đổ xuống ạ. Rồi xong. Nhưng mà tỉnh rồi này các bạn này. Đây, chính là chúng ta đấy. Rồi sau khi tỉnh thì có moi ra quả cherry trong cái nơi ngủ. Đúng rồi, nhân vật một cái bàn tay khá lông lá và nó vừa cướp cái quả cherry này của mình đi. Và những cái sinh vật kia cũng chạy hết luôn. Và còn bắt cả mình đi luôn. Vậy thì rất có thể là đây nó sẽ là cái hành trình tìm lại quả cherry cho cái nhân vật này. Đây sẽ là cái vấn đề chính của chúng ta. Nhưng mà nó vừa trả này. Lạ thật. Rồi nhưng mà biết đâu có bẫy thì sao? Làm gì có chuyện trả dễ dàng như thế này được. Cái gì vậy? Đây có một con chuột. Thực ra cũng không chắc là chuột cơ các bạn này. Nhưng mà nó đang có ý định gì đây? Rồi, nó đã tính cướp cái quả này của mình rồi. Điên thế. Đầu tiên là cái bàn tay và thứ hai là cái con quái quỷ gì này. Có gợi ý này các bạn này. Rồi, chúng ta sẽ di chuyển để dụ nó ra khỏi cái quả cherry đó. Và nhanh chóng cướp luôn. Cay chưa? Tất cả những cái thao tác mà chúng ta dùng ở trong tựa game thì đều dùng chuột nha các bạn. Và con chuột nó cũng đã chạy đi rồi. Lại có cánh tay xuất hiện này. Sau khi cái cánh tay kia thì nó lấy quả cherry đi. Và bây giờ nó đang cắm vào một cái cây trông khá là vô lý. Và chúng ta bây giờ chúng ta sẽ có hai lựa chọn. Một là chạy thẳng lên. Tất nhiên phải dùng cây rồi. Làm sao chạy thẳng được? Không ổn lắm. Xem ra phải chạy thẳng lên rồi. Để mà nói thì những cái thứ gì mà vô lý ở ngoài đời thì nó đều có thể diễn ra ở trong game ấy. Rồi, đang kéo này các bạn này. Có tác dụng gì không vậy? Rồi, đấy được rồi, và tất nhiên là một đè luôn. Từ từ. Trong cái khoảng thời gian này mà con chuột nó xuất hiện thì cũng khá toang đấy. Ủa, nhưng mà chúng ta cũng khá khỏe đấy. Rồi xong, điều tồi tệ nhất cũng đã xảy ra rồi. Con chuột này đã tranh thủ với cái cơ hội này. Đừng mà, thôi nào. Rồi xong, một lần nữa nó đã cướp quả cherry khỏi tay của mình rồi. Thực ra nãy giờ chúng ta mới đang ở phần đầu của game thôi, còn bây giờ mới thực sự là vào game này các bạn này. Có một cái quả mà trông khá to và khá lông lá, chúng ta cứ tạm gọi là quả lê đi, mặc dù không chắc nó thực sự là như thế hay không. Ồ, phần đầu nó bị cắt đôi ra và vẫn có thể sống nhăn răng được. Và nó còn cướp cái quả cherry này. Rồi xong, cả thế giới đang muốn lấy cái quả này ư. Vô dân quá. Rồi, biết rồi, các bạn nhìn đi, mắt của nó thì có bị thâm. Chúng ta có hai lựa chọn, một là nói chuyện và hai là ném con chuột lên này. Được rồi, chọn. À không, lựa chọn hai là chúng ta đứng lên người nó và nảy lên cái phần đầu. Rồi, sau khi mà lên đầu như thế này rồi thì làm gì đây? Đang cố gắng. À, có cái lỗ này. Và nó thành cái đèn trần. Ui, cái gì vậy? Một cái con côn trùng ở phía bên trong à? Bây giờ lại hết cách rồi. Xem ra chỉ còn cách là nói chuyện thôi. Các bạn nhìn đi. À không, chạy lên như cái phần cây ấy, nhưng mà không ổn lắm. Này anh ơi, anh trả em cái thứ bên trong anh được không? Nó trả này các bạn này. Sao lại đưa trong chóng này? Rồi, cũng vui đấy, nhưng mà không cần. Chúng ta lại có một thêm một cái bảng chỉ đường ở đây. Và có hai lựa chọn, một là kéo nó lên. Rồi, kéo nó lên. Chúng ta dùng vũ khí để phang cái quả này đi. Chứ nói mồm mà không nghe. Nhưng mà cũng không thể kéo được. Nhưng mà chúng ta yếu đến thế cơ à? Kéo đổ cả một cái cây và không thể kéo đổ cả cái cây này. Và tay còn bị dài ra như này nữa. Sẽ lắc lắc kiểu này đi. Kéo thẳng lên thì nó không được. Và chỉ còn cũng không được luôn. Rồi, bây giờ thì chỉ dùng đến con chuột này thôi. Đây các bạn nhìn này. Nào, bây giờ mày ra đây mày kéo cái cây này hộ tao cái. Bây giờ chúng ta đang phải hợp tác với nhau. Mà nói mới để ý thì cảm giác như kiểu giống Tâm và Gia Huy các bạn ạ. Cũng có chuột và đang tranh nhau một cái đồ gì đó. Nhưng khi mà gặp một cái vấn đề gì thì cả hai lại hợp tác với nhau. Thế thì ở trong tựa game này sẽ là Tôm và Cherry. Rồi, chúng ta đã lấy được nó rồi. Bây giờ thì bổ vào đây. Chúng ta đã vừa mở ra cái mép của nó rồi. Nhưng mà bây giờ làm gì đây? Nhảy lên mà kéo nó xuống à? Không, chúng ta lại trèo lên đầu của nó này. Rồi làm gì nữa đây?
Đúng rồi, giờ thì mở ra và mày lấy đi, đó bây giờ thì trả lại tao. Thực ra bây giờ mới vào game, bây giờ lại tiếp tục đuổi nhau này các bạn này. Nào trả tao, ngay từ đầu nó đã của tao rồi. Rồi xong lại bay đâu này. Rồi, lại rơi vào một cái sinh vật mà trông khá nể nảy và chúng ta đang phải tìm cách lấy lại nó này các bạn này. Mày ra mày lấy tiếp đi. Rồi, đến lượt con này như kiểu đang thù hằn mình hay sao, nó không muốn lấy mà như kiểu đang muốn trả đũa mình cái pha mà lừa nó ấy. Cay thật. Rồi, thì chọn cái lựa chọn này đi xem như thế nào. Được rồi, đã thế đi. Cũng không được. Bây giờ thì có thêm một cái lựa chọn nữa các bạn ạ. Chúng ta sẽ đẩy nó ra. Và cái quả cherry thì lại rơi vào đầu nó. Ồ, cay vậy nhờ. Làm gì đây, dơ hẳn như này. Kiểu quả cherry nó sẽ có cái lực hút tới cái con này sao ấy. Và chúng ta vừa nuốt luôn cả cái con đó. Và chúng cũng trở thành cái con đó đời thứ hai, hay còn gọi là đệ nhị. Và con chuột nó lại xuất hiện rồi. Con này biết tranh thủ thời cơ thế nhở. Và lại chạy nữa rồi. Lần này thì có khá nhiều những cái sinh vật nữa. Nó lên một cái quả táo và nó còn biết may. Mấy anh giúp em được không? Rồi, đi nào. Chúng ta cũng có một cái thứ như thế. Rồi bây giờ thành game bắn máy bay hay như thế nào đây? Flappy Bird à? Ôi. À, khi mà chúng ta lên quá cao thì cái cánh tay đó nó sẽ xuất hiện và búng chúng ta xuống. Rồi tính ra cái thiết kế màn chơi game này nó khá thú vị. Rồi, né. Rồi. Mấy cái quả này thì cũng đang cố gắng cản đường này. Con chuột nó mang đi đâu rồi? Trời ơi. Cứ tưởng mình là cái kẻ mà yêu thích quả cherry nhất ở trong tựa game này, nhưng mà không, vẫn còn một con nữa. Giờ lại chạy rồi. Ôi, sao số cái quả này này thì càng ngày nó càng nhiều nhỉ? Và nó đang cố gắng cản đường này các bạn này. Ôi, đang chơi cầu lông tennis gì đó. Nào tránh ra nào cho em đi nhờ tí. Em còn đang đi bắt con chuột mà. Và mong là không hề tấn công chúng ta, chứ bây giờ đang khá là vội đấy. Rồi, nhưng bây giờ nó bị đảo ngược này. Ôi, từ xong rồi. À, cái màn này thì cái kiểu chơi cũng cần phải đảo ngược nha các bạn. Đấy, đó là chúng ta sẽ đợi nó lên cao, xong phải cố gắng chỉnh, cố gắng phải ấn nút để khiến nó ở phía giữa ấy. Thôi xong, nó nuốt rồi. Rồi, lại nè ra. Vậy là cái màn này thì nếu không được đến gần mấy cái thứ này vì nó sẽ nuốt chúng ta và lại tốn thêm một khoảng thời gian nữa. Ok, nhớ rồi. Nào tránh ra nhá. Không cho ganh nuốt đâu. Ôi sao nhiều thế. Thôi, vậy là bắt buộc phải cho nó nuốt rồi và nó vẫn nè ra. Ok. Nuốt đi. Và ok, vẫn nè ra chỗ cũ đấy. Tốn thời gian thật sự luôn. Ôi, tính ra thì kiếp này cảm giác cũng kiểu như có thể chọn bất cứ một cái tấm nào cũng có thể làm được ảnh bìa luôn ấy. Được, quá đẹp luôn. Và đây cũng là một tựa game mà ra cũng khá lâu rồi đấy. Một con game có thể gọi là game cổ nhưng mà vẫn khá vui. Cái kiểu game mình nó giống như ở game hack não. Trong một cái video mà mình cũng đã từng làm rồi, cũng sẽ phải chọn những cái lựa chọn và thường nó rất là lú. Ui, cái gì vậy? Một cái quả mà khá to. Bây giờ con chuột nó đã tới nơi rồi. Và cả hai đâm đầu vào luôn. To như một cái đống rơm vậy. Rồi. Rồi xong. Nào anh ơi đừng nhá. Rồi lại rơi xuống rồi các bạn này. Đây rồi. Đây sẽ là cơ hội này. Trả tao ngay. Cái này ban đầu nó đã của tao rồi. Nào. Ơi, khỏe thế. Ui, cái gì vậy? Sao chuyển sang màu đen rồi? Ôi, thôi xong. Ê, cái này của mày đấy. Đấy, tao nhường cho đấy. Của mày đấy. Và các bạn thấy không? Nó khá giống với một cái tập phim mà Tâm và Gia Huy đang tranh nhau một cái quả bom ý. Và cuối cùng thì cũng nổ nát bét luôn. Sau khi mà nổ thì lại tới một cái kiếp nạn gì thế này các bạn này. Bây giờ thì có một cái vỏ ốc ở đây và quả cherry nó bị kẹt ở một cái đèn trần. Chúng ta có một cái tay vặn. Thử hỏi cái quả này xem như nào. À này bạn ơi, có nhà không đây? À có này. Cứ tưởng không có nhà. Ui, cái gì này? Một cái sinh vật mà cũng khá dị, có cần phải bắt tay nhiều như này không? Chuyện là như thế này, bây giờ bạn có thể giúp tôi lấy lại cái quả cherry phía bên trên được không? Đây này. Đấy, thấy chứ? Hay là bạn cho tôi đứng trên lưng đi. Có phải không hiểu sao cứ Kéo xuống xem. À, chúng ta có thể kéo xuống được này. Nhưng mà với cái thể lực thì không thể kéo được. Ôi. Chúng ta vừa mới kéo đổ cái cây ở phần đầu đấy. Đây là một cái pha mà nớp sức mạnh đi rồi. À, chúng ta có hai lựa chọn, một là bánh trường lãnh địa. Mình đang chọn cái lựa chọn ở mặt nó phê phê như này này các bạn này. À, trong đây như kiểu mấy cái mini game này các bạn này, xếp hình các thứ này. Ô. Thử xem như nào. Ồ, chúng ta sẽ chọn cái phần xếp hình đi. Nó có giải một cái thảm đỏ ra nhưng mà cũng không thân thiện cho lắm. Xếp hình kiểu gì mà chúng ta đứng ở đây đây.
Ủa thôi xong rồi. Bây giờ phải tránh né những cái khối này nó rơi xuống. Ôi, cứ tưởng là chỉ xếp hình đơn giản thôi mà bây giờ nó còn khủng khiếp như này ư. Chúng ta một cái sinh vật khá nhỏ trong cái phần chơi này, mà nếu không phải thật thì nó sẽ bị đè bẹp luôn. Và theo như thông tin mà mình có biết được ấy, thì chúng ta sẽ phải cố gắng đạt khoảng 3 cái huy chương vàng thì mới như có thể nhờ được cái con ốc kia nó giúp chúng ta. Và tương ứng với 3 cái mini game ở trong cái phần bành trường lãnh địa của nó ấy các bạn. Nên là cái màn này chúng ta cũng phải cố gắng đạt được cái huy chương vàng. Rồi cố gắng nè. Rồi, phải cố gắng tránh né thôi. Không cần biết nó xếp đúng chỗ hay không nhưng cứ phải giữ được cái mạng đấy các bạn ạ. Xong bây giờ đi đâu đây? Mình đang tính sẽ đợi nó xuống một cái tầm nhất định gì đó thì mới chạy. Chứ bây giờ cứ chạy ở đâu thì cái miếng kia nó lại theo ấy. Rất là khó chịu, đang cố gắng chôn hay sao ấy. Cái này, đây này. Đây, sang bên này. Xong đó thì... Đấy, vẫn sống sót này các bạn này. Cũng rút ra một chút... À, bây giờ thì nó sẽ... Những cái khối trùng nhau thì nó sẽ biến mất này các bạn này. Rồi, hồng này. Ôi, ui gì vậy? Lại là quả bom này. Cay thế nhở. Chúng ta lần này thì lại phải tránh né nữa rồi. Không phải xếp chúng với nhau mà phải cố gắng tránh nó thật xa ra, chứ không nó nổ cái banh xác luôn ấy. Cái gì vậy? 4 khối bom nó rơi xuống à? Rồi, chúng ta có một cái khối màu xanh như này, nó sẽ tạm thời làm cái bức tường để có thể chắn được những cái quả bom ấy. Đấy, quả nào nổ trước thì mình sẽ chạy ra cái chỗ đó. Trời ơi, chúng ta đã có cái huy chương vàng đầu tiên rồi và còn hai cái mini game nữa. Để các bạn nhìn đi, ba cái huy chương vàng thì sẽ đổi được một cái nút. Mình nghĩ là một cái nút để có thể khiến cái đèn kia nó kéo xuống ấy. Bành trường lãnh địa. Lần này thì chúng ta sẽ chọn cái phần đầu đi. Có ba cái mà chúng ta phản hảo cái phần xếp hình kia rồi. Và vẫn là thảm đỏ nhưng mà nó vẫn không cho mình. Lần này thì nó hơi khác một tí. Cái gì đây? Để xem nào. Thử thách gì đây? Và con chuột kia đâu? Hai cái lò xo ở đây. Rồi, tính ra này cũng khá dễ để có thể hiểu được. Bỏ lò xo vào chân và chúng ta sẽ hút nó. Nó sẽ phóng những cái giọt nước xuống. Và chúng ta muốn phá được những cái thứ này thì chúng ta cũng phải tương đồng màu xanh. Ví dụ muốn đâm vào cái màu xanh lá kia thì phải hứng cái giọt xanh lá. Và nếu mà bị hứng cái giọt màu nâu thì lại phải đợi ấy. Tại vì màu này nó phải tương với màu đó mà. Bây giờ phải cố gắng hứng cái màu xanh. Rồi, hút này. Đúng là hút luôn. Mày này. Ê, này này này. Ủa, tính ra cũng khá dễ để hiểu mà. Bây giờ đang hút mấy con heo này các bạn này. Rồi 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 rồi. Mày này, xong chưa? Như vẫn chưa xong được các bạn ạ. Cái mũ của chúng ta nó cũng biến đổi đi luôn đấy. Chúng ta này không thể. Rồi xong, bây giờ với một cái số lượng nó còn nhiều hơn ý. Nào, màu xanh mà, thấy không? Không giống màu thì không thể hút được đâu. À, bây giờ nó còn súng nó tấn công luôn à. Anh bạn có vẻ khá là nóng vội ấy. Đợi lâu quá súng đánh luôn. Cục vậy. Mày này, rồi yên tâm, đã sắp tới chỗ mày đây. Một phát đi cả hai luôn. Ồ. Sau đó thì cứ tưởng nó sẽ phải đợi nhưng mà không, hút được luôn cái màu nâu phía bên trên cơ. Nào, màu xanh đâu rồi? Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Mày này. Phải là chỉ còn những cái thứ này thôi. Và nó vẫn còn cái chiêu mà xuống tấn công cơ. Bực vậy không biết. Nào mày xuống đây. Tại mày đang hút như này nó xuống thì nó càng đau hơn rồi. Xong chưa? Ô, đi đâu vậy? Như nào đây? Sao cuối cùng chỉ có một mình này? Đang gáy. Thôi xong rồi. Lần này các bạn nhìn đi. Nó hợp thể thành một cái, có thể gọi là một cái máy bay gì đó. Nó đang tiếp tục thả bom xuống. Và chúng ta lại biến thành một cái màu đen. Rồi rồi phải tránh. Cái màn này nó sẽ tổng hợp lại, nó hợp thể lại. Nó không phân chia ra nữa. Cũng dễ thôi. Mày này. Xong đi chưa, đi chưa, đi chưa. Nổ rồi. Chúng ta lại có cái huy chương vàng tiếp theo rồi. Đừng nói huy chương bạc. Sau một hồi thì mình cũng đã đủ rồi các bạn ạ. Đủ 3 cái huy chương vàng rồi. Và bây giờ là lúc mà chúng ta sẽ có thể yêu cầu nó này các bạn này. Này. Thấy chưa? Rồi chọn cái 3 cái đi. Chúng ta có hẳn 3 cái mà các bạn. Rồi đúng rồi. Thấy chưa? Flick nó chỉ là vô tình thôi. Cái gì vậy? Rồi. Xong nuốt luôn rồi. Ôi sau khi nuốt xong thì tay khá to. Cơ bắp các thứ. Chúng ta đã đủ sức để có thể kéo cái đèn trần kia xuống rồi. Và lấy quả cherry nha mọi người. Cảm ơn anh bạn đã. Nhưng mà tay này thì không thể với được rồi. Ôi.
Không phải, đang dùng sai cách rồi, mất cái kia cơ mà. Rồi. Lấy hộ mình cái. Tay nó không đủ dài. Thôi xong rồi, còn cái thử thách gì nữa? À không, nó vẫn rơi xuống đây các bạn này. Và hai cái tay nó văng ra trông hơi giống cái thứ gì đó. Rồi, bây giờ mọc lại tay. Và nó lại lấy nữa. Cày thế nhở? Rốt cuộc nó là cái thứ gì vậy? Ok, ta không cần cái con chuột chết tiệt này. Rồi, và tập 1 kết thúc ở đây. Game khá dài nên mình sẽ làm khá nhiều tập để các bạn.